Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một cái bản đồ địa hình tỷ lệ 1/250.000 của Việt Nam, gồm 43 mảnh trên phần đất liền. Thứ nhất là đi từ đai F, đai E, đai D rồi đến đai C. Mỗi một mảnh địa hình có cấu trúc là 7 lớp đối tượng, hay gọi là nhóm đối tượng. Trước hết chúng ta cũng tìm hiểu cái bảng chú dẫn của bản đồ địa hình. Bảng chú dẫn của bản đồ địa hình tỷ lệ 1/250.000 cũng giống như 1/500.000 và 1/1.000.000, thì cấu trúc nó cũng có 7 nhóm lớp nội dung. 7 nhóm lớp nội dung. Thứ nhất là nhóm cơ sở, thì gồm có lưới tọa độ, kinh vĩ độ, lưới kinh vĩ độ, khung trong khung ngoài, tên bản đồ, rồi trình bày các yếu tố ngoài khung, là gọi là lớp cơ sở, hay gọi là nhóm cơ sở. Nhóm thứ hai là nhóm thủy hệ. Thì cũng giống như bản đồ địa hình 1/500.000, thì cũng phân ra làm các cái mục A nhỏ, B nhỏ, C và D, là gồm có sông, đường bờ, sông suối, hồ nước thường xuyên, hồ có nước thường xuyên. Rồi đến nhóm dân cư, chúng ta cũng có các cái nhóm là dân cư đô thị và dân cư nông thôn. Nhóm đô thị thì là vẽ theo tỷ lệ, vẽ theo nửa tỷ lệ và vẽ không theo tỷ lệ, tức là phi tỷ lệ. Nhà phân phối, phân bố độc lập tập trung là hình A. Còn nhà phân bố rải rác là hình B. Hình B đây, hình A đây là tập trung. Điểm dân cư nông thôn là cái vòng tròn rỗng. Hai nữa là ghi chú các cái yếu tố nội dung về dân cư. Thứ nhất là thủ đô Hà Nội, hai nữa là tỉnh lỵ, tên tỉnh, huyện lỵ, tên huyện, thành phố trực thuộc trung ương, thành phố trực thuộc địa phương, thị xã, thị trấn, điểm dân cư nông thôn. Ba nữa là cái nhóm kinh tế văn hóa xã hội, thì cũng giống như bản đồ địa hình 1/500.000, cũng có đền, đình, chùa, miếu, tháp cổ, tháp cao, lăng tẩm, tượng đài, nghĩa trang, sân vận động, công viên, vân vân. Thì chúng ta đọc các cái yếu tố ghi chú dẫn trên bản đồ, ghi chú trong bảng chú dẫn, thì chúng ta đọc được các cái yếu tố nội dung trên bản đồ. Thế tôi sẽ mở cho quý vị và các bạn một cái mảnh là F48D1 bằng dữ liệu vector để nhìn cho nó rõ hơn. Tiếp theo nữa là hệ thống đường giao thông, hay gọi là nhóm đường giao thông và các đối tượng liên quan. Thì cũng có sân bay, đường sắt. Nói chung các cái yếu tố trên bảng chú dẫn, thì quý vị và các bạn đọc hiểu được các yếu tố trên bảng chú dẫn, thì chúng ta sẽ đọc được cái nội dung của bản đồ. Bản đồ địa hình phân làm 7 nhóm lớp. Nhóm đầu tiên là nhóm cơ sở. Nhóm thứ hai là nhóm dân cư, nhóm địa hình, nhóm ranh giới, nhóm giao thông, nhóm thực vật và nhóm thủy hệ. Trên bản đồ địa hình một tỷ lệ 1/200.000 thì cũng thể hiện đường ranh giới đến cấp quận huyện, không thể hiện cấp xã. Ranh giới không thể hiện lớp bo lót, mà chỉ thể hiện các cái đường ranh giới theo quy định, theo quy ước.
Đây ví dụ như là đường địa giới, đường địa giới cấp tỉnh của Hà Nội hay các tỉnh khác tương đương thì là hai gạch một chấm. Còn đường địa giới cấp huyện là hai gạch hai chấm. Đây là đường hai gạch hai chấm. Hai gạch hai chấm là cấp huyện. Còn hai gạch một chấm là đường cấp tỉnh, đường dạy địa giới cấp tỉnh. Bản đồ địa hình tỷ lệ 1 phần 200 nghìn là thể hiện rất chi tiết các yếu tố, các cái đối tượng hiện tượng trên bề mặt trái đất. Ngoài ra, trên bản đồ chúng ta cũng có cái lược đồ hành chính. Những cái đơn vị hành chính nào thuộc của cái mảnh bản đồ thì chúng ta được liệt kê theo cái sơ đồ hoặc là lược đồ hành chính này. Ví dụ một là Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn. Đây là một cái lược đồ nên nó không chính xác như cái ranh giới trong cái bản đồ. Tiếp theo là sơ đồ bằng chắp. Thì bài đây là mảnh của bà Hà Nội FV48D1. Thì xung quanh cái mảnh FV48D1 chúng ta có cái mảnh xung quanh như là phía trên, phía trái này, phía phải và phía dưới, để biết rằng là cái mảnh FV48D1 xung quanh cái mảnh đó thì gồm những cái mảnh gì, mảnh lân cận gì. Tiếp theo nữa là tỷ lệ 1 phần 200.000, 250.000 1 cm trên bản đồ bằng 2,5 km ngoài thực địa. Hay nói một cách khác là 1 mm trên bản đồ bằng 250.000 mm ngoài thực địa. Còn cái này là sơ đồ sử dụng tài liệu thì chúng ta cũng không quan tâm, bởi vì chúng ta có đọc thì cũng không thấy được cái yếu tố gì. Ví dụ như là cái bản đồ địa hình 1 phần 100.000 VN2000 Bộ Tài nguyên Môi trường xuất bản 2003 là cái phần trống này, phần trắng này, thì là toàn bộ là cái tư liệu để sử dụng thành lập cái bản đồ đấy. Bản đồ địa hình 1 phần 250.000 là gồm 43 mảnh. Nếu như chúng ta ghép tất cả các mảnh này vào một thành một bản đồ như cái bảng chắp này thì chúng ta cũng không tạo thành một cái bản đồ hoàn chỉnh, tức là không đầy đủ cái tính chủ quyền lãnh thổ quốc gia của Việt Nam, tức là không đầy đủ của phần biển cũng như là phần lãnh thổ lân cận như Việt Nam, như là Lào, Thái Lan, Campuchia và Trung Quốc. Nên chính vì vậy chúng tôi không thể ghép các cái mảnh thành một cái bản đồ hành địa hình Việt Nam tỷ lệ 1 phần 250.000 được. Và có ghép lại thì cũng giống như cái sơ đồ bằng chắp này mà thôi. Chính vì vậy, chúng ta sử dụng cái mảnh nào hoặc một nhóm mảnh nào thì chúng ta chỉ mua hoặc sử dụng một nhóm mảnh đó để ghép lại với nhau để chúng ta nghiên cứu khu vực. Thế thì bản đồ này có cái kích thước là 58 nhân với 84 cm. Đây là khổ giấy. Bản đồ in trên máy plotter hoặc xuất file PDF hoặc macrotation DGN hoặc file ảnh. Quý vị có nhu cầu mua dữ liệu ở khuôn dạng nào, chúng ta hãy liên hệ với địa chỉ email và số điện thoại nóng để chúng ta mua, và chúng tôi sẽ chuyển cái sản phẩm, cái hàng, cái mảnh bản đồ này về tận địa chỉ của quý vị. Giá một mảnh là 250.000, đã bao gồm thuế và vận chuyển qua đường bưu điện, là chuyển phát nhanh. Sản phẩm này chúng tôi đều cắt bóng hai mặt bằng máy nhiệt để bản đồ tránh ẩm mốc, tránh ngấm nước, tránh bạc màu, tránh nhăn, tạo cho bản đồ bền hơn và bản đồ có độ thẩm mỹ cao hơn. Giống như các cái sản phẩm bàn ghế mà chúng ta đã được phun VU thì đây là bản đồ giấy được cán bóng lên cũng có cái độ thẩm mỹ như vậy. Thứ hai nữa là cái sản phẩm này chúng ta có thể dùng để quấn lại
như hình ảnh trên màn hình. Khi cắn bóng hai mặt xong, quý vị có thể quấn lại như cái hình mẫu như này. Đây, như cái hình mẫu như này là cộng hòa cho trẻ em này, chúng ta quấn lại khi sử dụng và mang đi công tác hay là đi một địa điểm khác. Hai nữa là chúng ta có thể dùng bóng nẹp hai đầu để treo tường như cái bản đồ này, hoặc là chúng ta làm khung gỗ treo tường thì như một cái mẫu này, mẫu khung này. Bản đồ này đã cán bóng hai mặt, chúng ta sẽ dùng được thời gian rất dài, đến 20-30 năm nếu như chúng ta không làm nhàu nát, vì bản đồ đã được cán bóng hai mặt, đã tránh được không khí, tránh được nước, tránh được độ ẩm và tránh bạc màu. Quý vị có nhu cầu mua chỉ thì liên hệ với số điện thoại là 0977 132343 hoặc bản đồ netvna@gmail.com. Quý vị xem clip này thấy hay thì xin hãy đăng ký kênh và nhấn like để được xem các cái clip tiếp theo về giới thiệu về bản đồ và các clip hướng dẫn về thiết kế, biên tập, chế in bản đồ trên các phần mềm chuyên dụng của bản đồ như Map Info, Microrotation, Freehand, Illustrator và CorelDRAW. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo.